một mùa Giáng sinh thật là an lành và tẩm ấm. Và để mở đầu đêm ca nhạc hôm nay, Kim Hoa xin giới thiệu, Kim Hoa là Snow Lady. Em giới thiệu cho quý vị đến một tiếng hát, là đó là một dây đèn Noel. Tiếng hát của anh Thi, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Thi. Thank you.
vị, đó là nhạc phẩm mở đầu sinh nhật này mang tên Đêm Thắng Ô Vui Này, và mến chúc quý vị một đêm thật là tràn đầy tình yêu, an lành và hạnh phúc. On behalf of the Luron Entertainment and Michael Shun Casino, wish you guys a very, very happy and full of love and peace and happiness. All right, Merry Christmas, everybody! Bye! Bye, nhạc phẩm. Kế tiếp là xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn đến những ca sĩ rất là duyên dáng của chúng ta ở Seattle. Đó là